Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Em vừa về được một con máy lọc khí kiêm hút ẩm Hitachi rất là VIP đẹp các bác nhé. Một con màu cực hiếm luôn trong cái phân khúc máy này. Màu cực đẹp các bác nhé. Màu cà phê cực đẹp luôn, bóng loáng. Phối với màu ghi. Một con rất là hiếm trong cái phân khúc máy này các bác nhé. Đời cao màu đẹp. Tình trạng máy gần như mới các bạn, tình trạng gần như mới nhá, rất đẹp luôn, hình thức khỏi phải bàn, chất lượng khỏi phải bàn luôn, đẹp từ bên trong ra bên ngoài, gần như rất ít sử dụng. Màu cực đẹp luôn. Con này nó được sản xuất năm 2015 các bạn nhé. Đời 2015 các bạn nhé, đời cực cao luôn. Con này kiêm 4 chức năng trong một: lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, hút ẩm. Đây, trên này các bác nhìn thấy máy rất dễ sử dụng thôi, có 4 nút. Nút này nút khử mùi, nút này là nút lọc không khí, nút này là nút hút ẩm và nút này là nút bù ẩm. Đấy, đây là nút hẹn giờ. Đấy, nói chung là rất dễ sử dụng thôi nhé. Tốc độ gió này, eco, báo phần trăm độ ẩm này. Cái này là giữ 3 giây là khóa trẻ em này. Cái này là cái gì đây? Đấy, ấn 3 phát là cái gì? À, cái nút này vệ sinh máy các bác nhé. Đấy, cái này này. Chưa. Em xem nó là cái gì nè. Đây. Ấn nó cái gì đây? Đây, mình ấn này nó đóng xuống. Lọc con nút này là khử mùi các bác nhá, lọc không khí này, hút ẩm này, bù ẩm này. Đây. Hitachi EPLV1000 cực đẹp luôn. Bên trong này các bác nhá, như mới luôn. Đây là cái chiếc máy gần như bên Nhật họ rất ít dùng. Đấy, gần như không dùng mấy cho nên tình trạng còn cực mới luôn. Các bạn lưu ý là máy này nó sử dụng nguyên bản điện 100V nhá, không đốt biến áp bên trong ở đâu ạ. Tình trạng quá đẹp luôn, màu rất đẹp hiếm nhé. Bên trong này là bộ màng vẫn còn mới tinh. Khóa mở này. Một màng thô nha các bạn nhé. Một màng thô này. Một màng HEPA này. Đó, các bạn xem. Màng HEPA nhé, còn rất đẹp nhé. Vẫn màng zin nữa. Màng than này các bạn này. Đây. Cực đẹp luôn, như mới. Nói chung là một con máy rất là hoàn hảo. Không chê vào đâu được. Cực đẹp luôn. Các bác nào mà thích con máy này, trước nhiều bác hỏi lắm nhưng mà trước không nhập được các bạn. Chung thì mấy cái món đồ bãi này thì nhiều khi đấy, các bác cứ hỏi nhưng mà lại chả nhập được. Có những lúc thì nó lại về thì lại chả nhớ bác nào đã đặt nữa. Này, các bác nào xem được clip này thì các bác alo cho em nhé. Chiếc này em bán là 3,8 triệu. Thời điểm này quá rẻ luôn. Trước bán những con đời thấp hơn như này nhiều các bác, mà còn 5 triệu, 5,5 triệu. Con này đời 2015 thì em chưa gặp con nào đời 2015 cả. Bọn này thường là chỉ đến 2012, em bán được đến 2012 thôi. Đây. Mà màu này thì cũng chưa gặp bao giờ các bác nhé. Màu này thì các bác yên tâm là các bác cứ dùng mãi nó vẫn nguyên như này, không bị đổi màu. Màu này đặt trong nhà rất là sang luôn. Màu dạng như gần như màu mận các bạn. Màu mận nhé, đây nói là màu mận chứ không phải màu cà phê. Màu mận rất đẹp. Màu tươi. Bên đây là phần màng tạo ẩm này các bạn này. Còn như mới nhé. Bình nước bù ẩm này. Bình nước này vừa chứa nước bù ẩm vừa chứa nước hút ẩm luôn. Chiếc này em bán là 3,8 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Đây. Bác nào lấy cái ba lô cho em nhé. Chào các bác.